Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì các phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta đến thì không đủ chỗ để chúng ta có thể cậy hết được, cũng không có đủ lời, đủ tiếng để chúng ta cậy những phước hạnh Chúa ngày ban. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nhìn lại đời sống cá nhân. Cảm ơn Chúa vì rất nhiều điều Chúa ngày ban cho. Phước hạnh mà Chúa ngày dành ban khi chúng ta lo công việc Chúa lo công việc của chúng ta, khi chúng ta đặt hết lòng, hết sức của mình trong sự hầu việc Chúa, thì có sự ban thưởng của Chúa mà Chúa hứa. Cho nên thật là phước hạnh để chúng ta bước đi trong sự vâng lời, và đời sống của chúng ta cứ tiếp tục được Chúa ngày ban phước và làm nguồn phước cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì loạt bài hy vọng mà chúng ta đã theo học ở trong năm tuần qua, và hôm nay là bài cuối ở trong loạt bài này. Hy vọng là sự một cái nhìn về tương lai với tất cả những ao ước mong đợi, bởi vì có những lời hứa, có những công việc mà Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng hứa ban, và khi chúng ta áp dụng vào trong những hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta có thể bước đi trong niềm hy vọng. Chúng ta đọc hy vọng mà Chúa ngài dành cho những tội nhân, những người lạc mất. Ngài ban niềm hy vọng cho những người cần được sự giúp đỡ từ nơi Chúa, niềm hy vọng của sự chu cấp của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Chúa hứa khi chúng ta chọn ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và chọn bước vào trong vương quốc của Chúa, khi chúng ta trước nhất tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Chúa hứa là Ngài ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần, mà còn cho thêm chúng ta những điều mà dân ngoại ở ngoài kia, những người không có Chúa, người ta đang cố gắng tìm kiếm bươi chải để có mà được, cho rằng Chúa sẽ cho thêm chúng ta những điều đó. Cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa cho những con người đã sẩy chân, đã vấp ngã, đã làm những quyết định sai lầm như đứa con hoang đàng bỏ nhà ra đi, đối diện với thực tại của đời sống xa gia đình, xa nhà cha, phải rơi vào trong hoàn cảnh túng khó như thế nào. Chúng ta đã xem lời của Chúa cho niềm hy vọng cho những người tội nhân biết ăn năn quay về, và Chúa ngài đã ban phước và xác nhận cái sự phục hồi đó. Như tuần rồi chúng ta đã học khi Chúa ngài phán với Sa Chê, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì con người này cũng là con cháu của Abraham. Sa-chê có nghĩa là công bình, nhưng mà ông đã sống những ngày của tuổi trưởng thành của ông làm những công việc không công bình chút nào, và ông biết cái nỗi trống vắng và điều mà ông sẽ đối diện với đấng đã dựng nên mình, Đức Chúa Trời của Abraham, của tổ phụ của ông, khi ông lìa cuộc đời này. Cho nên ông đã tìm và đã được Đức Chúa Giêsu lấy chính tên của ông gọi ông, và xác nhận với ông khi ông hết lòng ăn năn, bày tỏ cái sự ăn năn của ông bằng những cái quyết định hết sức là đặc biệt, lấy phân nửa gia tài của mình để bố thí cho người nghèo, và sẽ hoàn trả gấp 4 lần những gì mà ông đã thu, trội thu, ông đã lấy của người khác. Đây là một cái quyết định mà chúng ta thấy rằng sau khi mọi việc xong, có thể ông không còn là một cái người giàu có nhất ở trong vùng đó, nhưng mà ông đã đánh đổi để nhận được sự giàu có nhất mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái loạt bài hy vọng này với bài học hy vọng cho người tìm kiếm. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý bạn chị em đã ghi danh, đã tham dự vào trong các hội thánh đơn giản và đã hết lòng áp dụng lời của Chúa. Những báo cáo, những chia sẻ của các anh chị em gửi về cho các nhóm cho chúng ta thấy rằng ai học mà làm theo lời của Chúa đó thì Chúa ngài ban phước. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em đã chứng minh điều đó một lần nữa cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Đó là bất cứ cuộc đời nào
nghe và áp dụng lời của Chúa, làm theo, thì Chúa ngài làm cho chúng ta được vững vàng ở trong Chúa, và Chúa ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy phước hạnh của việc khi chúng ta rao báo niềm hy vọng, những chân lý mà chúng ta học được cho những người đang rất cần. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài yêu thương mọi người, luôn cả những người tội lỗi nhất ở trong thành phố này. Ngài muốn cứu họ về, ngài muốn cho họ biết cái tin vui đã có được ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên lòng của Chúa quặn thắt đau đớn khi hội thánh của Chúa chúng ta im lặng, chúng ta không nói về điều mà đáng lý ra chúng ta phải nói, phải đồn rào ở trên mái nhà, ở trong tất cả mọi cơ hội mà chúng ta có được. Vì những người lân cận của chúng ta rất cần niềm hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa. Cho nên chị em xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc đời và cái sự sống mà Chúa ngài muốn tìm thấy nơi chúng ta. Đó là chúng ta rao báo cho mọi người biết phước hạnh ở trong Chúa là như thế nào. Cảm ơn Chúa vì từ hồi từng lúc Chúa ngài nhắc nhở chúng ta, và khi Chúa thấy chúng ta vẫn chưa bắt được, Chúa sai những con người bằng xương thịt đến để nhắc nhở chúng ta. Tôi thấy có một sự thay đổi ở trong thời giờ nhóm lại cầu nguyện của chúng ta từ khi mục sư Tom Victor, chủ tịch của hội Great Commission Coalition, đã đến bất ngờ thăm viếng chúng ta trong buổi tối thứ ba hôm đó. Ông chia sẻ cái kinh nghiệm đã làm cho ông bỏ hết tất cả những địa vị mà ông có lúc bây giờ. Nguyên là phó giám đốc của đài Christian Broadcast Network CBN. Bỏ cái công việc của phó giám đốc của một cái mục vụ mà chúng ta thấy rằng rất là lớn của tổ chức 700 Club. Và chúng ta thấy rằng ông đã bỏ và dọn về Houston ở đây để đáp ứng điều mà Chúa ngài nhắc nhở ông trong chuyến đi ở tại Ấn Độ. Là Chúa ngài đến và thăm viếng ông ở trong một mức độ mà ông nói rằng ông như vỡ tung ra được vì sự thương xót của Chúa đổ xuống đời sống của ông, trái tim của ông trong lúc bây giờ. Với một cái thách thức từ nơi Chúa, đó là làm sao có cái sự bất công này. Đó là trong các nhà thờ có những người ngồi trong ghế nhà thờ nghe gấp ngàn lần sứ điệp về tin lành của Chúa, về cứu rỗi của Chúa, trong khi ngoài kia có những người trong cuộc đời chưa bao giờ có cơ hội để nghe tin lành của Chúa. Và họ sẽ đời đời ở trong quả ngục nếu họ chưa nghe và chưa có cơ hội để tiếp nhận Chúa mà họ lìa cuộc đời này. Ông khóc rất nhiều và từ đó đã biến đổi cái lối sống, chức vụ và cách hầu việc Chúa của ông. Cảm ơn Chúa. Mặc dù tôi nghe câu chuyện đó rất là nhiều lần, nhưng hôm đó Chúa ngài làm mới lại trong tôi một cái quyết tâm. Cho đến chừng những người chưa được nghe về Chúa sẽ được nghe, dù bất cứ giá nào. Dù chúng ta có bị hiểu lầm, có bị chà đạp, có bị mắng chửi như thế nào, chúng ta cứ nói. Dù chúng ta phải hy sinh những cái sự hy sinh cá nhân ở trong đời sống của chúng ta cũng cần phải ra đi. Bởi vì trước mặt Chúa thật là không công bằng khi những người ngồi trong các ghế nhà thờ nghe đi nghe lại về sứ điệp cứu rỗi của Chúa, rồi chúng ta cất, chúng ta không nói cho những người lân cận của chúng ta là người rất cần nghe những điều này. Mà chúng ta biết rằng những người lân cận của chúng ta có thể qua đời một cách rất là thình lình xung quanh chúng ta. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội để được sống sự sống đời đời mà Chúa ngài đã trả một giá rất đắt để phục hồi cho chúng ta. Xin ngài ban phước. Hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ về hy vọng cho người tìm kiếm, được ghi lại cho chúng ta trong một phần kinh thánh rất nổi tiếng ở trong sách Phúc Âm Giăng chương 3 từ câu 1 cho đến câu số 16. Cảm ơn Chúa vì phần kinh thánh tuyệt vời này. Trong những ngày qua chúng ta đã có cơ hội để cùng quan sát những cuộc gặp gỡ một cách cá nhân của những con người với Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy trong thánh vụ trên đất, Đức Chúa Giêsu ngài có những lời dạy để cảnh tỉnh những nhóm người. Ngài có lời và xác nhận của Chúa đến cho những cá nhân, những cuộc đời đang đối diện với những đau khổ trong đời sống. Và hôm nay thì chúng ta cùng học về một cuộc gặp gỡ
hết sức riêng tư, nhưng mà chứa đựng những chân lý thật là tuyệt vời mà chúng ta mỗi người cần nghe, cần được nhắc nhở, và cũng nhận biết rằng tất cả mọi người xung quanh của chúng ta đều cần nghe cái sứ điệp này. Ở trong đoạn kinh thánh này chúng ta được biết đến một con người mà chúng ta thấy ông có tất cả, trừ ra có sự cứu rỗi. Và chúng ta sẽ thấy thế nào ông được nghe điều mà tất cả mọi người cần nghe. Trong số những người Pharisee có một người tên là Nicodem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái. Ban đêm ông đến với Đức Chúa Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được những dấu lạ mà Thầy đã làm." Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và thánh linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi thánh linh sinh ra là linh. Đừng ngạc nhiên về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi thánh linh của Chúa cũng như vậy." Nicodem lại nói: "Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu điều này sao? Thật ta bảo thật ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. Nếu ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được? Chưa từng có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống là con người. Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời." Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Một phần kinh thánh mà chúng ta thấy rằng nói về tính lý của sự cứu rỗi thì đây là phần kinh thánh chính, vì nó do chính miệng của Đức Chúa Giêsu rao giảng sứ điệp này. Ngài không phải chỉ là tiếng nói của một người giảng đạo, nhưng mà tại đây Chúa Ngài xác nhận Ngài nói về những gì mà Ngài đã thấy, đã nghe, và là sứ điệp của một đấng duy nhất từ trời đến. Vì không có một giáo chủ nào trên trần gian này từ trời đến. Họ là những con người. Những điều họ nói dựa trên những triết lý mà họ ráng cố gắng để tìm, và khi họ nghĩ rằng họ đã tìm được thì họ đã tuyên bố mình đã giác ngộ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì Ngài đến từ trời và Ngài chỉ cho chúng ta con đường duy nhất để chúng ta có thể lên trời. Ngài đến từ vương quốc của Đức Chúa Trời để dẫn chúng ta vào trong con đường duy nhất để chúng ta được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên những điều mà chúng ta sắp sửa học ở tại đây là chân lý không có chỗ nào, không có đạo nào có thể thay thế được. Nó quan trọng đến như vậy, cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Để trong phần kinh thánh này, chúng ta nghe điều mà một người giàu có, người có quyền lực, là người rất là sùng đạo, rất là tin kính. Tuy nhiên ông là một người đàn ông có một nhu cầu, có một khoảng trống trong tâm hồn của ông, mà chính ông, tiền bạc ông có trong tay và quyền lực ông có cũng không thể lấp đầy được. Cái khoảng trống trong tâm hồn của con người này là khoảng trống chỉ có một đấng duy nhất khi được mời trở lại, bước vào thì ông mới thấy được đầy đủ. Khoảng trống mà kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời đã tuyên bố cho chúng ta, Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. Khi ba ngôi Đức Chúa Trời thảo luận với nhau, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Và khi loài người phạm tội, thì đấng mà
Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam thì ông vẫn là một cái tượng đất bất động. Cho đến khi Chúa thở hơi thở của Ngài, đây là cách nói về Thánh Linh của Chúa. Khi Đức Chúa Trời Ngài ở trong ông, khi Thánh Linh của Chúa ở trong ông thì Adam, tổ phụ của loài người chúng ta mới trở nên sống động, và lời của Chúa nói rằng có hồn sống hay là người có sự sống. Khi Adam phạm tội, thần của Chúa không còn ở trong ông nữa. Và tất cả hậu tự của Adam là những người sanh ra từ dòng dõi của loài người là Adam đều mất cái điều mà chúng ta mất. Đó là sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên cái nỗi trống vắng, cái chỗ mà con người của chúng ta tìm đủ một cách, người ta lấy của cải vật chất, người ta lấy danh vọng của đời này, những thành quả con người có thể làm được, ráng cố gắng để lấp đầy cái khoảng trống, nhưng mà không có gì có thể làm được. Cho đến khi chúng ta mời Đức Chúa Trời lại trở lại ở trong lòng của chúng ta, thì rất là vừa dặn với vị trí của Ngài. Con người đó bắt đầu cảm thấy đời sống của mình đầy đủ và hạnh phúc. Và lý do tại sao mà chúng ta thấy tại đây con người giàu có quyền lực và tinh kính này là tìm đến với Đức Chúa Giêsu. Khi nói về những điều thuộc về trần gian này, trong cái nhìn của con người thì ông là một người giàu có. Theo như tài liệu của lịch sử cho chúng ta biết, Nicodem là một trong ba người quyền hành và giàu có nhất ở tại Jerusalem lúc bây giờ. Hay nói là ông là có một người có một cái địa vị và sự giàu có trong tất cả Israel. Rồi đối với niềm tin, đối với cuộc sống về tôn giáo thì ông lại là thành viên của một cái đảng phái tôn giáo gọi là Pharisee. Chúng ta đã học về những con người này nhiều rồi. Đây là những người yêu nước, đây là những người nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời và thấy rằng lúc nào tuyển dân của Chúa áp dụng và làm theo điều răn của Chúa thì Chúa ban phước trên họ. Và lúc nào đất nước của ông mà của họ mà bỏ Chúa, sau lưng khỏi Đức Chúa Trời, Chúa rút cái hàng rào bảo vệ, thì các nước lân bang đến đánh chiếm, cai trị trên họ và họ đau khổ. Thì những con người này mới đi đến một cái quyết tâm là mình sắp thành lập một cái hội, một cái nhóm người mà là những người quyết tâm sẽ giữ luật pháp của Đức Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu xác nhận điều đó. Đây là những con người mà chúng ta thấy rằng họ giữ điều răn của Chúa mà họ cảm thấy rằng cũng chưa đủ, cho nên theo truyền thống của các trưởng lão, họ chế thêm, họ giải thích thêm cách nào để có thể đảm bảo rằng các điều răn của Chúa được giữ một cách tốt nhất. Cho nên nói trong cái nhìn của con người về đạo đức, về tôn giáo, về đời sống niềm tin thì ông cũng là người đứng hàng đầu. Về tiền của ông cũng là người đứng hàng đầu. Về quyền lực ông là thành viên của The Sanhedrin. Đây là một cái danh từ nói đến một cái hội của các trưởng lão. Và trong ông là thành viên ở trong số những người này, là những người lập hiến, là những người làm nên những cái luật lệ và cai trị trên cả nước Israel. Có thể nói rằng ông có tất cả. Tất cả những gì mà một con người có thể đeo đuổi và ao ước để có được ở trên trần gian này, ông có hết tất cả. Nhưng tại sao ông đi đến với Chúa Giêsu? Vì cái nỗi trống vắng đó anh chị em. Vì cái điều mà ông biết là ông có tất cả, nhưng mà ông chưa có được những gì làm cho ông hạnh phúc. Điều này nhắc chúng ta một điều mà tôi xin chia sẻ với anh chị em, mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại để không ai trong chúng ta cảm thấy mình thấp bé, cảm thấy mình không có một cái địa vị xứng đáng để mình đứng ở trước mặt những người mà mình nghĩ rằng họ là người quá thành công, họ là người có học thức hơn mình. Mình là ai mà lại đến và rao báo cho họ những điều mà ông Mục sư Khánh khuyến khích mình rao báo. Như tôi nói với anh chị em, khi mới bắt đầu hội thánh của chúng ta, năm đó tôi là một người mới trưởng thành 23 tuổi. 23 tuổi, chúng ta thấy thanh niên ngày hôm nay 23 tuổi chưa biết làm gì hết. Chúa cho tôi đứng ở phía sau bục giảng để giảng tin lành của Chúa, giảng lời của Chúa. Không phải chỉ là những người thường,
mà phó giám đốc của ngân hàng, nào là chánh án của quân đội, nào là những con người có địa vị, là những người tướng tá ở trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có những ngày tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con nghĩ là con về Houston để thành lập Hội Thánh Chúa, ngày sai con đến với cái lứa tuổi mà nhỏ hơn con hay là đồng lứa với con mà con có thể chia sẻ với Chúa, hỏi con bây giờ đây là những con người con không thấy mình đủ tiêu chuẩn chút nào. Chúa dạy tôi một cái lẽ thật mà tôi luôn nhớ luôn. Con hãy đảm bảo con tìm sứ điệp từ nơi ta, rồi con như người đưa thư đem cái sứ điệp đó gửi đến cho họ. Hãy nhớ điều này, con không cần những điều họ có, họ cần điều con có, thì sẽ làm cho con cảm thấy mình hội đủ điều kiện để chia sẻ. Hãy đảm bảo rằng những bài giảng là những sứ điệp mà con nhận từ nơi ta, thì con cứ giảng bởi vì ai cũng cần. Từ đó làm cho tôi dạn dĩ mỗi lần tôi đứng sau bục giảng, vì lòng yêu thương những con người này, họ có thể thành công ở trong xã hội, họ có thể thành công ở trong thương trường, họ có thể là một người có địa vị, quyền lực, họ có thể là một cái người so với là niềm tin của họ lúc bây giờ là một người có thể nói là đạo đức, nhưng mà không đủ. Họ cần nghe sứ điệp từ nơi Chúa, cần nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Như Nicodemus, ta thấy ông là người giàu có, ông là người có quyền lực, ông là cái người có thể nói rằng giữ những cái luật pháp của Đức Chúa Trời, thì ông có thể là một trong những người có thể nói rằng đã giữ luật pháp của Chúa một cách không chỗ trách được. Vì không thể dễ dàng mà được đưa vào ở trong hội của những người lãnh đạo của Do Thái trong lúc bây giờ, tòa công luận. Không phải dễ dàng để ông được tiếp nhận vào trong hội của những người Pharisee. Ông cũng không phải là dễ dàng để có thể được kể là giáo sư của Israel, giáo sư về lời của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta biết rằng Nicodem là một người có học thức, là một người có quyền lực. Nhưng mặc dù có học thức, có một số điều người đàn ông này không biết, ông cần nghe. Những người lân cận của chúng ta cũng vậy. Dù họ là giám đốc của ngân hàng, hay là họ là bác sĩ, hay là luật sư, hay là những người có địa vị, có bằng cấp tiến sĩ đi nữa, đừng khớp ở trước họ, mà nhận biết chúng ta là sứ giả của nước trời và chúng ta có điều họ không có. Anh em chưa được thuyết phục à? Amen lớn hơn chút nữa. Vì cho đến khi nào chúng ta nắm bắt được cái lẽ thật này, thì chúng ta sẽ cảm thấy ôi tôi là ai. Hồi xưa sai đi ra mà gặp những cái người nghèo, những người tội lỗi thì cũng được, tôi sẽ nói về điều đó. Nhưng mà gặp những người mà họ thành công trong đời sống này, còn tôi thì không có địa vị gì hết trong xã hội. Anh sẽ muốn nhìn bằng cách đó. Hãy nhìn rằng anh chị em bây giờ là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Anh chị em là những hoàng tử, những công chúa của Chúa. Giống như khi nữ hoàng của nước Anh tắt hơi, thì cái ông hoàng tử mà đã chờ ngôi của mẹ của mình mấy chục năm nay đó, tôi nhớ lúc mới đến Hoa Kỳ thấy cái đám cưới của ông với công nương đây, tôi nói wow, ông là người kế tiếp cho ngôi của nước Anh. Ông chờ đợi. Cho đến khi mẹ của ông tắt hơi mấy hôm trước, thì lập tức Prince Charles, hoàng tử Charles, trở nên vua Charles được tức đệ tam. Anh chỉ muốn nói về địa vị, chúng ta có địa vị như vậy ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chờ lên ngôi, nhưng mà Chúa đã cho chúng ta đồng ngồi trên ngôi với Đức Chúa Jesus Christ. Xin Chúa giúp để chúng ta nhớ điều đó. Không phải để chúng ta kiêu ngạo đi ở ngực rồi tôi là không, anh chị em biết mình là ai, để chúng ta có thể sống, chúng ta có thể cư xử xứng hiệp với địa vị của mình. Cảm ơn Chúa. Vậy tôi thường nói những người xung quanh của chúng ta họ có thể nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà chúng ta không được phép.
Người ta có thể ăn tục nói tằng nhưng chúng ta không được. Tại sao? Vì chúng ta là con trai con gái của vua tối cao của vũ trụ này. Chúng ta là hoàng tử công chúa. Chúng ta ở trong hoàng tộc của vương quốc Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho để chúng ta sống xứng hiệp và không bao giờ để cho bất cứ một cái nhãn hiệu, một cái địa vị, một cái bằng cấp hay bất cứ những điều gì của con người ngày hôm nay làm cho chúng ta chùn bước. Nhưng hãy nhìn một điều, tất cả những con người đó đều cần điều mà chúng ta có. Tinh lành mà chúng ta đã nhận được, đã kinh nghiệm một cách cá nhân, bây giờ chúng ta có thể rao truyền cho họ. Trong câu chuyện, Đức Chúa Giê-xu gọi Nicodem là giáo sư của Israel. Cái chức danh này có nghĩa ông là thầy giáo, ông là giáo viên, ông là người dạy dỗ Israel về luật pháp và đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đêm nọ chúng ta thấy ông Nicodem là một người có học thức đó, được đối diện với Đức Chúa Giê-xu Christ. Và những gì chúng ta học ngày hôm nay là sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu Christ cho người giáo sư này. Giáo sư được dạy ở trong buổi tối hôm đó. Những gì Nicodem học được ở trong đêm đó được chứng minh là bài học lớn nhất ở trong cuộc đời của ông. Không biết ông theo trường lớp nào để được cái địa vị là giáo sư của Israel. Nhưng mà cho đến giờ phút đó thì cái tiết học hết sức tuyệt vời này thay đổi cả cuộc đời của ông đó. Đến đời đời đó được diễn ra khi ông ở trong sự hiện diện, trước sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay tôi muốn anh chị em chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện này và rút tỉa những chân lý mà Chúa Giê-xu đã dạy cho Nicodem, và chúng ta cũng nghe cho chính mình và cũng áp dụng cho đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy Nicodem đến với Chúa Giê-xu để xin giải đáp cho một số thắc mắc của ông. Nhưng ông đã nhận được một số câu trả lời về sự cứu chuộc mà ông chưa bao giờ nghe. Ông đến với Đức Giê-xu với những câu hỏi về Chúa Giê-xu, nhưng mà ông ra về với những kiến thức và chân lý về Chúa Giê-xu và về bản thân hơn những gì ông có thể tưởng tượng nổi. Ông đến gặp Đức Giê-xu vào đêm đó và hỏi một số câu hỏi về cuộc sống, và khi ông ra về thì những thông tin về sự tái sinh là điều mà ông chưa bao giờ nghe. Ông được tiếp xúc. Khi Chúa Giê-xu dạy Nicodem những lẽ thật về sự cứu rỗi này, Ngài chia sẻ một vài cái chân lý mà Chúa lấy những hình ảnh quen thuộc ở trong cuộc sống hàng ngày để nói lên những lẽ thật đời đời. Để thứ nhất mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là sự phải có của tái sinh. Từ câu 1 cho đến câu số 7, sự tái sinh nó đã trở thành một phần ngôn ngữ chung của nước Mỹ này. 70% người sống ở tại nước Mỹ này nói rằng họ là những người được tái sinh, a born again believer. Và nó bắt đầu với cái lời tuyên xưng của cựu tổng thống Jimmy Carter. Ông là người Baptist Nam Phương như chúng ta. Và khi ông ra ứng cử, và trên những ngày mà ông ứng cử, ông có những bài diễn văn, thì ông đã bày tỏ đức tin của mình. Ông nói rằng tôi là người tin Chúa, và cái loại tin Chúa mà được tái sanh đó, a born again believer. Ông thấy một cái sự đáp ứng, những người khác thấy cái sự đáp ứng của dân chúng Hoa Kỳ về việc này, thì đã làm cho kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter tuyên bố điều đó thì tất cả những tổng thống sau ông cũng đều tuyên bố như vậy. Họ là những người được tái sanh hay là kinh nghiệm sự tái sanh. Amen Chúa. Tôi hy vọng là họ có kinh nghiệm đó thật. Và nếu không thì dù là tổng thống họ cũng vẫn đi tàu suốt, nếu họ không có Đức Chúa Giê-xu Christ trong đời sống. Tái sinh. Tái sinh là gì? Anh chị em, đây không phải là cụm từ duy nhất được Chúa Giê-xu nói, nhưng mà Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 23 cũng nói về sự tái sinh. Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
tái sinh. Gia Cơ đề cập nó ở trong Gia Cơ chương 1 câu số 18. Sứ đồ Giăng cũng nói đến rất nhiều lần ở trong thời gian thứ nhất của ông, trong chương 3 câu 9, chương 4 câu 7, chương 5 câu 1, chương 5 câu 4, chương 5 câu số 18. Ông nhắc về, sứ đồ Giăng nói đến cái kinh nghiệm được sanh lại từ trên cao, hay là được sanh mới lại, được tái sanh. Như vậy tái sinh có nghĩa là gì? Tái sinh có nghĩa là được sanh ra từ trên cao. Nó mang cái ý nghĩa về một khởi đầu mới, một cuộc sống mới từ thiên đàng ban cho. Cảm ơn Chúa. Chúng ta gọi là trải nghiệm được cứu, thật sự được cứu, được sanh ra một lần nữa. Chúng ta nghe những gì Tích nói ở trong chương 3 câu số 5 như sau: không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, không phải, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Tích sử dụng từ ngữ tái sinh ở tại đây với một ý nghĩa là chúng ta được sanh lại, được một cuộc sống mới và một khởi đầu mới. Cảm ơn Chúa. Ai muốn lật trang sử mới trong cuộc đời, muốn làm lại cuộc đời, đây là điều mà chúng ta cần, được tái sanh, cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời của mình. Vì vậy nhiều người bị nhầm lẫn ở trong điều này. Họ đang tìm kiếm một cái sự cải cách thay vì một sự tái tạo. Các tôn giáo dạy chúng ta, anh chị em có biết chữ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì không? Tu để sửa, sửa sai. Mà sửa sai họ phải trải qua một cái tiến trình của tu, tu như thế nào để mình sửa được cái sai của mình. Nhưng mà làm sao có thể đi vào trong quá khứ để sửa sai được. Rồi gặp trường hợp cái người mà chúng ta đã phạm tội với họ, giờ họ chết rồi, làm sao để sửa được cái điều đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cần được sự tha thứ. Chúng ta cần được quá khứ chúng ta được xóa bôi, để chúng ta có cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời của mình. Cho nên cải cách không phải là giải pháp, nhưng mà là tái tạo, mà là giải pháp từ nơi Đức Chúa Trời. Mỗi người, anh chị em hãy nhớ điều này, tất cả mọi người chúng ta gặp họ, từ tổng thống cho đến thường dân, từ một người học thức cho đến một người dốt nát, từ người giàu có đến một người không có gì hết, tất cả đều cần được tái tạo. Cảm ơn Chúa. Không phải cải cách anh chị em ơi, vì cải cách là cho một người một bộ áo mới, nhưng mà tái tạo là cho một con người mới ở trong bộ đồ mới đó. Tất cả nó nằm ở bên trong. Đây là vấn đề mà Chúa và chỉ có một mình Ngài mới có thể giải quyết được mà thôi. Vì có người bó tay trong việc tự thay đổi mình, mà phải có một quyền năng đến để thay đổi từ trong ra ngoài. Cải cách giống như cái lò nướng thường á, chúng ta nổi lửa lên, chúng ta đưa một miếng thịt vào trong đó, một con gà vào trong đó, thì nó chín từ ngoài, nó chín vô. Nhưng mà chúng ta bỏ vào lò vi sóng thì nó chín từ ở trong, nó nấu chín từ ở trong, chín ra. Tái sinh, được đổi mới, được tái tạo là khi Chúa Ngài làm từ trong ra ngoài. Và từ trong ra ngoài thì chúng ta thấy rằng nó đến từ cái cội rễ của vấn đề. Tu sửa theo cách của các tôn giáo khác của con người chúng ta là giải quyết những cái ngọn ngành, trong khi cái gốc rễ của nó thì chưa thay đổi. Cái bản chất chưa được thay đổi thì trước sau gì nó cũng sẽ ra ngọn ra ngành đó. Ở đây là vấn đề. Và đây là một cái lẽ thật mà chúng ta cần nhớ. Nếu bạn chưa được sanh ra một lần, xin lỗi, nếu bạn chỉ được sanh ra một lần thì bạn sẽ chết hai lần.
Nếu bạn được sanh ra hai lần, bạn sẽ không bao giờ chết. Amen. Chưa hiểu mà amen thì hơi kỳ nha. Chúng ta sanh ra hai lần. Lần đầu tiên cha mẹ sanh chúng ta ra. Lần thứ hai chúng ta được Đức Thánh Linh của Chúa sanh chúng ta. Khi có hai lần sanh ra, chúng ta sẽ không còn chết nữa. Cảm ơn Chúa. Vì sự chết đã bị nuốt ở trong sự sống của Đấng Christ. Cái chết thứ hai là cái chết mà cái người chết đó vẫn sống. Lời của Chúa cho chúng ta thấy điều đó. Sự chết thứ hai là con người vẫn còn tồn tại, vẫn còn có cảm biết, mà Chúa Giê-xu ngày mô tả cho chúng ta ném nó vào trong cái nơi có khóc lóc và nghiến răng, là nơi có sâu bọ. Tại sao nghiến răng? Ngồi đó mà nghiến răng tiếc vì trong cuộc đời của mình đã phủ nhận và không tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống. Phải gặp một cái hậu quả gọi là cái chết thứ hai. Là cái chết mà sau khi âm phủ và sự chết đã giao trả những người mà nó có để đứng ở trước tòa án của Đức Chúa Trời, và Chúa Ngài đã kêu cái bản án tối hậu của Ngài, những người đó sẽ đưa vào trong một cái nơi mà tại đó người ta sẽ đau khổ đến đời đời. Một cái nơi không có sự hiện diện của Chúa, là nơi mà Chúa Ngài chiều lòng những người, Ngài tôn trọng những người có cái quyền tự do lựa chọn và họ chọn không muốn có Chúa. Đức Chúa Trời phải tạo nên một cái nơi đặc biệt dành cho những con người đó. Và tại đó có chung của kẻ sa ngã đầu tiên là Satan ở trong chỗ đó nữa. Cho nên người chỉ được sanh ra một lần thì sẽ chết hai lần. Sanh ra bởi cha mẹ, sanh chúng ta là xác thịt, sanh ra phần xác thịt của chúng ta. Mà chúng ta không được sanh lại thì sẽ chết hai lần, chết về thể xác và chết đời đời. Cái chết thứ hai sau sự phán xét của Đức Chúa Trời. Còn một người khi được sanh ra hai lần thì sẽ không bao giờ chết nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Với tất cả những điều đó trong tâm trí bây giờ, tôi xin chia sẻ với chị em điều phải có của tái sanh. Tại sao? Đây là điều phải có. Thứ nhất là vì bản chất của con người khiến tái sanh trở nên là điều bắt buộc. Ông Nicodem phải nhận được rất là nhiều lời chỉ trích, mà các học giả cận đại của chúng ta cũng như vậy, cũng nhiều con cái của Chúa nói: ờ, ông đó ông chết nhát. Tại vì ông chờ cho đến ban đêm không ai thấy, ông mới lén đến ông gặp Chúa Giê-xu. Có thể. Nhưng mà đối với tôi không tin như vậy. Ông là người có quyền hành, có ai mà ông phải sợ, mà ông phải trốn tránh để đến với Đức Chúa Giê-xu? Ông là người giàu có, ông là người có tiền bạc. Đứa nào mà đến mà la làng cái chuyện này, ông lấy tiền, ông bịt miệng nó một cái, nó nín luôn. Ông có thể làm những công việc đó, nhưng mà tôi tin rằng ông đến với Chúa vào lúc ban đêm, vì ông là một cái người rất là bận rộn, và ông cũng biết Đức Chúa Giê-xu cũng rất là bận rộn. Ông muốn cái thời giờ ông gặp Chúa để nói về những việc hết sức là quan trọng ở trong cuộc đời mà không bị gián đoạn. Chúng ta thấy cái cách ông đến với Đức Chúa Giê-xu cho thấy rằng ông rất là trân trọng cái thời giờ này. Ông đến một cách khiêm nhường. Ông đến với một tấm lòng thật ngợi khen Chúa Giê-xu. Chúng ta biết Thầy đến từ Đức Chúa Trời. Để tất cả những việc mà Thầy làm đó, nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì không ai có thể làm được. Tôi tin rằng ông đã nghe, và cũng có thể vì một cái lý do nào đó, ông là những người thượng khách được mời đến ở tại đám cưới tại Cana chăng? Ông cũng quan sát và thấy việc Đức Chúa Giê-xu Ngài đi vào trong đền thờ, và Ngài thấy những người gian ác đã biến nhà của Chúa trở nên chỗ buôn bán. Đã thấy tấm lòng của họ vì ham tiền bạc mà họ gây thêm khó khăn cho những người muốn lên đền thờ để thờ phượng Chúa. Những kẻ đổi bạc, những kẻ bán chim bồ câu, những người bán chiên bò. Chúng ta biết luật là dâng cho Chúa một của lễ thì phải là một cái con sinh tế không tỳ không đít. Mà những người từ quê suốt tuốt ở dưới quê đó,
họ ôm một con chiên con giáp niên không tỳ không vết lên đến Jerusalem để dâng cho Chúa. Trên đường đi có nhiều lúc nó phóng xuống, nó nhảy xuống, mà chiên con thì nó nhiều lúc nó dại dột, nó chui vào trong một cái bụi gai nào đó để nó kiếm cái lá lạ để nó ăn, cho nên nó có tỳ có vết. Cũng có những con không có tỳ vết, nhưng mà khi vào thì toán của các thầy tế lễ để kiểm soát những con sinh tế này, họ chê rằng không đủ tiêu chuẩn, không đủ tiêu chuẩn. Bây giờ muốn có đủ tiêu chuẩn để dâng con sinh tế đó, đi ra cái quầy kia kìa, ở cái nơi mà có những con chiên thuộc về các thầy tế lễ này, là những người đã mướn các gã chăn chiên trú ngụ ngoài đồng cái hôm mà Chúa Giê-xu Giáng sinh đến, chị em còn nhớ không? Chê không đủ tiêu chuẩn, phải trả một cái số tiền để đổi lấy một con chiên đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà lịch sử cho chúng ta biết một cái điều hết sức là gian ác này xảy ra. Họ dắt con chiên mà họ chê không đủ tiêu chuẩn đó, đi một vòng ra phía sau của đền thờ, vòng trở lại cho nó trở nên đủ tiêu chuẩn. Vậy vì dân chúng thì không đến bới lông tìm vết xem con chiên này nó có thẹo có vít hay là không. Mấy ổng là người cắt cổ và dâng lên. Bồ câu cũng vậy. Tiền thì họ đã bắt buộc dân chúng phải đổ tiền. Vậy tiền mà dâng vào trong đền thờ phải là tiền không có hình, không có tượng, và tất cả những cái đồng tiền lúc bây giờ có hình của Caesar trong đó, không đủ tiêu chuẩn, cho nên phải đổi tiền của đền thờ để dâng vào trong thùng tiền của đền thờ. Mà khi đổi họ tính tiền lời rất mắc. Chúa Giê-xu thấy điều đó và ngài lật bàn của họ, ngài đuổi họ, bệnh một cái roi bằng da, đánh và đuổi họ ra và nói: các ngươi đã làm cho nhà của cha ta trở nên nhà của trộm cướp. Nếu cô đem thấy điều này, who is he? Người này là ai? Làm phép lạ lớn lao và có một cái nhìn hết sức là lạ như thế này. Bởi vì nguyên cái hệ thống này nó đã nằm ở dưới tay của các thầy tế lễ, đụng đến nó là có thể mất mạng. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngài ngạc nhiên mạnh mẽ đi vào để dọn dẹp đền thờ và tuyên bố rằng nhà của cha ta phải là nhà cầu nguyện của muôn dân. Cho nên ông đến ông hỏi: cái gì làm cho ngài có cái sự suy nghĩ khác hơn với tất cả những lãnh đạo của tôn giáo trong lúc bây giờ, trong đó có ông? Cái gì làm cho ngài có thể làm những công việc như vậy? Ông đến và ông thật lòng ngợi khen và ông đoán rằng phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy ở tại đây, Chúa Giê-xu nói với cô đem, ngài đi thẳng vào trong vấn đề. Tôi nghĩ là ông đến, ông muốn xin Chúa chỉ cho tôi thêm còn công việc nào tôi thiếu nữa. Xin cho tôi bằng mọi giá, tôi sẽ làm cho xong cái công việc đó. Chúa Giê-xu ngài nói không, không. Ngài đi thẳng vào vấn đề, ngài nói: ngươi phải được sanh lại. Hả? Tôi đang làm những công việc, những cái thành quả thật là tốt ở đây, ngươi phải được sanh lại. Và chắc chắn rằng Nicodem có thể ông đang nghĩ ở trong lòng: chắc mình lầm người, từ xa thấy như vậy, nhưng mà ông nói một cái câu mà thấy rằng không áp dụng cho tôi. Có lẽ ai đó cần được tái sanh, được sanh lại, chứ còn tôi là người, là giáo sư của dân Israel, tôi là người đạo đức, tôi là thành viên của hội đảng Pharisee. Có thể ai đó, có lẽ là một người phụ nữ ương ngạnh nào đó cần được sự tái sinh, phải là một cái người say xưa nằm ngủ ở trên mương, ở trên cống, cần được tái sinh. Nhưng con người như Nicodem thì chắc là không cần. Nên Chúa nói rằng người phải được tái sinh. Nếu chúng ta nhìn vào người đàn ông này, chúng ta sẽ nghĩ ông đã có tất cả rồi. Và Chúa nói rằng không, ông cần điều mà không có một đường lối và công việc nào của con người có thể làm được cho ông. Nicodem là một người giàu có. Truyền thống cho chúng ta biết rằng Nicodem là một trong ba người giàu nhất tại Jerusalem. Ông có tất cả những gì có thể nói là điều kiện để có một người giàu có. Và Chúa Giê-xu ý ngài muốn nói như thế này: những gì chúng ta có không thay đổi được con người của chúng ta. Là tội nhân. Tiền không thay đổi tội nhân được, mà chỉ có sự tha thứ và sự phục hồi của Chúa. Chúng ta có thể có nhiều tiền, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng chúng ta vẫn là tội nhân cần được sự cứu rỗi. Nếu các em là một người đàn ông đáng kính trọng, tôi có thể hình dung khi ông bước ra ngoài đường thì mọi người thán phục: ồ, có thấy không, Nicodem vừa mới đi qua kìa,
khều tay mấy đứa cháu, mấy đứa con của mình. Thấy ông Nicodem không? Con lớn lên con phải giống như ông nha. Có tiền bạc, là một người đạo đức, là một người sùng đạo, là một người thuộc về đảng Pharisee. Đó là tất cả những gì người ta có thể đeo đuổi. Tuy nhiên những gì chúng ta đạt được không thay đổi những gì chúng ta đang có. Khi chúng ta có tội lỗi trong đời sống của mình, chúng ta là tội nhân, thì những thành quả chúng ta đạt được không giải quyết được. Nếu có đem là một người sùng đạo, ông là người Pharisee, ông là người tuân giữ luật pháp, ông tuân giữ luật pháp đến độ mà chúng ta thấy rằng ông có thể nói rằng đã giữ luật pháp của Chúa một cách không chỗ trách được. Bởi vì cái tiêu chuẩn để được lên cái địa vị của ông là rất là gắt gao. Ông đã được cái vị trí đó. Ngay cả Đức Chúa Giêsu cũng công nhận nỗ lực tôn giáo của những con người Pharisee này. Họ là những người dân phần 10. Họ là những người giữ điều luật pháp đã dạy dỗ. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi cũng phải làm giống như họ mà làm lớn hơn nữa. Khi nói về vấn đề dân hiến, Ngài nhìn nhận những người Pharisee là những người có một tiêu chuẩn đạo đức so với lại tôn giáo của họ, với niềm tin của họ, là những người khá đặc biệt. Họ là những người quyết tâm không bao giờ chạm vào người của một người phụ nữ không phải là vợ của họ. Và họ cũng là quyết tâm tránh nhìn những người phụ nữ khi họ có thể, vì sợ là động lòng tham muốn phạm tội cùng với người đàn bà đó. Cho nên những người Pharisee, họ đi và gặp đàn bà ở trước mặt họ, họ nhắm mắt, gà đầu vào trong gốc cây và trong vách tường, u đầu sức tráng, được một cái vinh dự người ta gọi là những người Pharisee bầm dập. Mỗi lần mà thấy một Pharisee mà thấy một cục u trên đầu của ông, mọi người thán phục. Ông này đã quyết tâm đến cái độ gặp người đàn bà đi ngược đường là nhắm mắt lại đi. Cho nên gà đầu vào trong vách tường mới ra như vậy. Họ giữ luật pháp của Chúa và họ giữ theo những điều mà họ tin đến mức độ như vậy. Họ không chịu tiếp xúc và không ngồi ăn với những người tội nhân bao giờ. Đó là lý do mà họ chê trách Đức Chúa Giêsu, người đó ngồi với những kẻ có tội, ăn uống với những người có tội và những người thâu thuế. Cho nên chúng ta thấy rằng, nói về mấy ông này thì chúng ta thấy rằng về vấn đề đạo đức đó, thì Nicodem là một cái người rất là sùng đạo. Tuy nhiên những gì chúng ta làm không thay đổi được con người của chúng ta. Một tội nhân. Tội nhân khác hơn với những người có tội. Bản kinh thánh cổ của chúng ta thì dịch là Chúa Ngài đến cứu chúng ta vì chúng ta là những người có tội. Nhưng mà theo nguyên tắc và những bản dịch mới đi xa hơn và đầy trọn ý nghĩa là những tội nhân. Tội nhân thì công việc của nó làm là phạm tội. Có nhiều người thắc mắc và nói mục sư, sao tôi thấy mục sư kiên nhẫn với nhiều người quá. Người đó tôi chịu không nổi mà sao thấy mục sư kiên nhẫn. Tôi nói rằng bởi vì tôi được sự tha thứ của Chúa và tôi biết cái cuộc đời của tội nhân. Một người chưa được tha thứ, một người còn là tội nhân, thì công việc của họ là phạm tội. Thì chúng ta không trách được họ. Trừ trường hợp những người đã tin Chúa và tuyên bố mình là một cơ đốc nhân được tái sanh mà vẫn sống trong lội lỗi và phạm tội thì phải được chỉnh sửa. Còn tội nhân thì công việc của nó là phạm tội. Và chính cái công việc đã bày tỏ ra người này thật sự được cứu hay chỉ là những người tôi là cơ đốc nhân được tái sanh như bao nhiêu người ở tại Mỹ này. Nếu 70% người tại Mỹ này là những người tin Chúa và tái sanh, đất nước này không đến nỗi tệ như vậy. Những người có tiếng không có miếng. Những người nói mình là cơ đốc nhân mà lời nói hành động của mình nó lừa gạt mình chính mình. Nó chỉ ra cho mình biết. Nếu mình thật sự nhìn thì mình thấy rằng cái tốt thì không thể nào ra trái xấu được. Từ một cái lỗ miệng không thể nào ra một cái lời ngọt ngào ngợi khen Đức Chúa Trời và những lời cay đắng, những lời làm tổn thương người khác được. Đồng một lỗ miệng không thể nào có thể ra được hai cái loại nước như vậy. Nhưng mà tội nhân thì công việc của nó là phạm tội. Thì thành quả của công tác tôn giáo cũng không thay đổi được. Tiền bạc mình tạo ra được, giàu có, những của cải của mình cũng không thay đổi được. Chỉ trừ ra được tái sanh. Sự cứu rỗi chỉ đến qua sự tái sanh.
Tại sao? Bởi vì dù bạn có gì, bạn làm gì, bạn là ai, bạn vẫn là tội nhân cần được sự tha thứ của Chúa. Mà cách duy nhất để mình có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa là được sanh lại. Cảm ơn Chúa. Đó do tại sao sự tái sanh không phải là một sự lựa chọn, nhưng mà là điều phải có. Chúa Giêsu nhìn một người đạo đức, một người thành công, và Ngài nói ngươi phải được sanh lại. Cảm ơn Chúa. Nếu Nicodem cần phải được sanh lại, thì tất cả chúng ta đều cần phải được sanh lại. Cảm ơn Chúa. Đa số chúng ta đã được sanh lại. Và những ai chưa được sanh lại, hãy đến với Chúa trong ngày hôm nay để đảm bảo mình được tái sanh, mình được sanh lại trước khi mình ra về trong ngày hôm nay. Thứ hai, về bản chất của thiên đàng đòi hỏi sự tái sanh. Như câu số 3, Chúa Giêsu nói rằng nếu không có sự tái sanh, bạn không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Thiên đàng là nơi như thế nào? Nơi đó được gọi là vương quốc của Đức Chúa Trời. Có người nói thiên đàng là một nơi chuẩn bị cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng mới được lên đó. Và Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu số 4 cho chúng ta thấy đây là điều hết sức là tuyệt vời và là điều duy nhất. Con đường duy nhất để có được là qua sự cứu rỗi của Chúa. Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu 4: và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài đã ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Bởi sự tái sanh, chúng ta được giữ phần vào bổn tánh thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Hồi xưa chúng ta là con cái của ma quỷ, cho nên cư xử giống như quỷ. Cho đến khi chúng ta tin Chúa, được dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời, cho nên cái sự thánh thiện, phước hạnh, đầy tình yêu thương xuất phát ra từ một cuộc đời đã được sanh lại, được dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ở chỗ này thôi anh chị em, đáng để chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa cho đến đời đời. Chúng ta là ai mà lại được dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời? Chúng ta là những người được tha thứ, được cứu bởi ân điển của Chúa. Khi chúng ta được cứu là chúng ta nhận bản chất của Đức Chúa Trời, một bản chất từ thiên đàng. Sự tái sanh chuẩn bị cho cuộc sống chúng ta nơi vương quốc của Chúa là cách duy nhất để chúng ta có thể vào thiên đàng. Trước tiên chúng ta phải đưa thiên đàng vào trong chúng ta trước. Đây là điều chúng ta thử suy nghĩ. Nếu một người lạc mất, một người không tin Chúa, một người phủ nhận Chúa mà được ở thiên đàng, thì cái người đó đáng thương lắm anh chị. Người đó không chịu thờ phượng Chúa, không chịu nói chuyện với Chúa gì hết á, mà lên thiên đàng trong khi tất cả mọi người vui vẻ ngợi khen thờ phượng Chúa, người này sẽ ngồi đó và khó chịu vô cùng. Cho nên cũng không đủ điều kiện để lên trên đó. Và nếu có ở trên thiên đàng, thì chúng ta thấy rằng những ngày ở tại thiên đàng của một cái người lạc mất, chối Chúa, không chịu tin Chúa đó, những ngày đó sẽ là những người khốn khổ nhất của họ. Phải không? Ở trên đất này mà còn không chịu thờ phượng Chúa, lên thiên đàng gặp một cái khung cảnh thờ phượng mà sách Khải Huyền đã bày tỏ cho chúng ta. Dân từ các xứ, các nước, các ngôn ngữ ngợi khen Chúa như tiếng của vực nước lớn. Thành ra mấy ông mấy bà mà khó chịu khi thấy hội thánh của Chúa ngợi khen một cách mạnh mẽ, những người đó sẽ khốn khổ lắm khi họ lên thiên đàng. Bởi vì cái âm lượng lớn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những người ở trong giáo hội, luôn cả những người mục sư nói rằng tôi không chịu được nổi các cái buổi nhóm, các cái buổi thờ phượng của mấy ông mấy bà mà của ân tứ, của ngũ tuần, là của cái gì gì đó, họ hát ầm ĩ lên. Anh chị em, chỉ mới là tập vượt thôi. Thưa quý ông, đó chỉ mới là tập vượt thôi. Tôi không muốn thua người của các nước khác. Các anh em cùng một niềm tin mà tôi sẽ gặp họ tại thiên đàng, họ sẽ hát ngợi khen Chúa như sứ đồ dân đã được Chúa Ngài cho đi trước thời gian để thấy điều đó. Ông kể lại cho chúng ta, dân từ các nơi, các nước, các xứ, các ngôn ngữ cùng nhau ngợi khen Chúa. Tiếng âm lượng của họ như một cái đập nước lớn đang đổ xuống, như thác Niagara đổ xuống. Chúng ta rồ rê, yêu Chúa, ngợi khen đến độ mà
người đứng bên cạnh cũng có nghe. Ồ, thờ phượng Chúa mình phải kính kèn, mình phải nhỏ nhẹ, Chúa đâu có biết đâu mà mình hát lớn như vậy. Không phải anh chị em, không phải Chúa biết, nhưng mà chính chúng ta cần nghe. Miệng chúng ta ngợi khen Chúa, hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Linh hồn chúng ta cần được nhắc nhở là chúng ta phải ngợi khen Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài, vì chúng ta hay quên lắm. Cho nên mỗi Chủ nhật về được cơ hội để cùng với anh chị em của chúng ta ít nhất là một lần, và mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta có cơ hội là cứ ngợi khen Chúa. Nếu hát không phải để cho mọi người nghe, cho chính mình, cho linh hồn của mình nó nghe. Nghe anh không? Có bao giờ suy nghĩ như vậy không? Cái người mà không chịu tin Chúa, không chịu tiếp nhận Chúa, nếu mà họ được ở trên thiên đàng thì họ sẽ không khổ lắm. Nhưng vì họ không muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, không muốn ca ngợi Chúa, không muốn ở trong sự bảo vệ và bao trùm của tình yêu của Chúa, Chúa chọn cho họ một chỗ. Ở đó sẽ đời đời không bao giờ có sự hiện diện của Chúa. Không phải ca ngợi, mà là ở chỗ mà họ ngồi họ nghiến răng. Anh chị em có bao giờ ngủ gần một cái người nghiến răng chưa? Nghe thấy rợn óc hả? Mà ở tại quả ngục, bởi sự chết thứ hai đó, mà người ta sẽ nghiến răng từ năm này sang đến ngàn năm khác cho đến đời đời. Nơi có khóc lóc và nghiến răng, có rên xiết. Mọi người ở trong cái vị trí đó để tiếc tại sao ở trên đời mình có nhiều cơ hội để tin nhận Chúa mà mình không làm. Mình có nhiều cơ hội để Chúa Ngài biến đổi, Ngài cho mình sự tái sanh mà mình không thực hiện. Cảm ơn Chúa. Ý nghĩa khác để chúng ta suy nghĩ. Anh chị em có bao giờ thấy một con chim bơi ở trong hồ không? Không. Ai không có ai thấy chim bơi trong hồ? Ồ, con sư hải âu á, hải âu nó bơi ngoài biển. Bởi vì nó đi ngược với bản chất của nó. Anh chị em bây giờ có bao giờ thấy một con bò nhảy múa không? Không. Nó đi ngược lại bản chất của nó. Anh chị em có bao giờ thấy một con heo, một con lợn bay từ cành cây này sang cành cây khác không? Không, vì đó không phải là bản chất của nó. Thì cũng vậy, một tội nhân mà ở trong môi trường của thiên đàng, của vương quốc Đức Chúa Trời, người đó không làm được bất cứ những gì mà chúng ta là những người tin Chúa chúng ta mong đợi. Một trong những cái phước hạnh trong đời là khi tôi được đứng chung với 100.000 cơ đốc nhân khác ở tại sân vận động quốc gia ở tại ngoại ô của thành phố Jakarta, Indonesia. 100.000 người cùng hát, hát lòng cùng một lúc. Âm thanh của nó tuyệt vời. Tôi thấy dường như mình bay bổng lên thiên đàng được đó. Mà nó chỉ mới là buổi tập vợt thôi anh chị em. Cái ngày mà chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa cùng với các anh chị em khác từ các xứ, các nước, các ngôn ngữ cùng nhau để ngợi khen Chúa, tuyệt vời vô cùng. Chúng ta mong đợi điều đó phải không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta mong đợi để được gặp đấng mà chúng ta cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, bây giờ được gặp mặt, đối mặt với Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn đến đó thì không gì có thể thay thế được sự tái sanh, được sanh lại trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Tại sao? Vì lần sinh đầu tiên của chúng ta đã cung cấp cho chúng ta một bản chất của xác thịt. Bởi chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Nhưng khi chúng ta được tái sanh, một sự sanh ra từ thiên đàng, thì sẽ cung cấp cho chúng ta một bản chất mới thuộc linh. Đó là tại sao Đức Chúa Giêsu nói người phải được tái sanh. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy nghĩ là quyền nhiệm của sự tái sanh trong câu 4 cho đến câu số 8. Khi Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng ông phải được tái sanh, tôi nghĩ rằng tâm trí của ông sẽ không hiểu nổi, đã không hiểu nổi, và ông làm sao được. Ông liền nghĩ đến, ông nói rằng chẳng lẽ người già như tôi bây giờ lại chui vào trong lòng mẹ để được sanh ra lần thứ nhì sao? Nếu có bà mẹ nào đứng ở đó mà nghe lớn cái câu đó mà nói ngô, sanh cái đứa nhỏ có nhỏ xíu như vậy mà tôi là xỉu lên xỉu xuống luôn chi mà đẻ một ông già như thế này.
Không thể. Nhưng mà tư tưởng và sự suy nghĩ của con người của chúng ta không thể nào hiểu nổi cái quyền nhiệm của sự tái sanh này. Ông muốn biết làm sao để điều này có thể xảy ra. Ông hỏi Chúa Giêsu làm thế nào? Sự tái sanh này làm thế nào xảy ra được? Vì nên cô đem biết rằng ông đang có một cái bí ẩn, một câu hỏi, một cái thắc mắc mà ông phải hỏi sao bằng được. Và Đức Chúa Giêsu Ngài trong sự khôn ngoan của Ngài đã dùng những hình ảnh thường ngày chúng ta tiếp xúc để giới thiệu cho chúng ta về những chân lý thuộc về nước trời, về thiên đàng. Chúa Giêsu so sánh nó với một cà sinh nở. Ở trong câu 4 cho đến câu số 7, sự ra đời về mặt thể chất là một điều bí ẩn. Ngay cả những bác sĩ, những người khoa học gia nghiên cứu về cái sự sanh ra của một người, họ đều nói rằng this is the miracle of life, đây là cái phép lạ của sự sống. Một hạt giống rất nhỏ, mắt không thể thấy được, từ nơi người cha cộng với lại hạt giống của người mẹ, và khi gặp nhau một cái sự thụ thai theo như những ống kính mà người ta có thể thâu được, nó là một cái trận nổ. It's an explosion. Từ cái chỗ cái con tinh trùng từ nơi người cha gặp cái trứng của người mẹ mà thụ thai bắt đầu, sự sống bắt đầu xảy ra. Nhỏ xíu à, mắt không thấy được. Nhưng mà chỉ trong vài ngày sau thì có thể đặt ống nghe để có thể nghe được nhịp tim của cái sự thụ thai đó. Cảm ơn Chúa. Rồi tiến trình của từ một cái hạt giống nhỏ xíu đó, từ nơi cha và một cái sự cộng lại của từ nơi người mẹ mà trở nên một thai nhi, phát triển rồi có tay, có chân, rồi có đủ thứ, rồi các bộ phận ở trong đó, những guồng mái tinh vi nhất được thể hiện ra ở trong lòng của người mẹ. Tuyệt vời. Cho đến ngày hôm nay người ta vẫn không hiểu được, chỉ có thể mô tả được, nhưng mà làm sao nó có thể xảy ra, làm sao không thể hiểu được, chỉ có thể là đón nhận mà thôi, vì đó là sự thật. Chúa Giêsu ý Ngài muốn nói rằng để một người có thể được vào vương quốc của Đức Chúa Trời, người đó phải có hai cái sinh nhật. Sinh nhật thứ nhất do cha mẹ sanh mình ra, và cái sinh nhật thứ hai phải có, đó là ngày chúng ta được Thánh Linh của Chúa sanh chúng ta lại. Cảm ơn Chúa. Nếu ai chưa có ngày sinh nhật thứ hai, hay là quên cái sinh nhật thứ hai của mình, xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay bắt đầu để ý và nhớ. Trong số con cái của Chúa, họ có một cái ngày gọi là ngày sinh nhật thuộc linh. Cái ngày mình tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đã sống, ngày mà mình đã chính thức mời Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Cảm ơn Chúa. Con số cách để sinh nhật vật lý, vật thể của chúng ta khi chúng ta được cha mẹ sanh ra trong thể xác, được ứng dụng để minh họa sự tái sinh tâm linh của chúng ta. Thứ nhất, sinh thuộc thể cung cấp sự sống. Còn em bé có sự sống bởi vì chúng được sanh ra, được thụ thai. Cảm ơn Chúa. Sự sống bắt đầu. Tương tự như vậy, sự sanh ra thuộc linh cũng cung cấp cho một người có đời sống thiêng liêng. Cảm ơn Chúa. Khi cha mẹ sanh chúng ta ra, chúng ta ngoe ngoe khóc chào đời vì cung cấp cho chúng ta sự sống. Thì ngày mà chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa, đời sống Thánh Linh của Chúa đến, và Ngài khiến cho chúng ta được tái sanh, thì sự tái sanh cung cấp cho chúng ta một đời sống thiêng liêng. Thứ hai, sinh thuộc thể chỉ xảy ra một lần. Trong ai sanh ra rồi chui vào lòng mẹ sanh lại. Bề mặt vật lý mà nói, chúng ta chỉ có thể sanh ra một lần. Phần thuộc linh cũng giống như vậy. Tôi thường suy nghĩ như thế này. Ngày mà tôi sanh ra, tôi được đưa vào trong cuộc đời này, và tôi có mặt ở trên thế gian này.
Ngày đó được ghi chép xuống giấy tờ được gọi là ngày khai sinh. Tôi có mặt. Tôi trở nên con trai của ông bà Huỳnh Cẩm Hiền. Tôi có mặt trong thế giới này. Cảm ơn Chúa. 18 năm sau, trên đường vượt biển, trong giây phút đối diện với sống chết, nhận biết mình chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, mặc dù nghe nói về Ngài, nghe về tin lành của Ngài, nhưng chưa bao giờ quyết định một cách cá nhân ăn năn tội của mình. Mặc dù đã rất nhiều lần ăn năn tội, nhưng mà bị bắt. Vì khi tôi làm cái gì sai, ba tôi đánh trong một trận đòn, mẹ tôi đánh trong một đòn, đuổi ở trong phòng, vô đó ăn năn với Chúa. Nên vô đó cũng ăn năn, phải nói lớn để ông bà nghe, còn không bị đánh nữa. Cho nên ăn năn nhiều lắm. Nhưng mà không phải tự mình thấy mình làm sai ăn năn mà bị bắt. Cho đến cái hôm đó đứng ở trên bông tàu, nhìn ra phía trước biển, mở lòng ra ăn năn tội và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống của mình. Sinh nhật thứ hai bắt đầu. Kể từ đó, trong linh giới, và tôi tin rằng ma quỷ biết điều đó, dĩ nhiên là vương quốc của Đức Chúa Trời biết điều đó, tôi có mặt ở trong linh giới, tôi có mặt ở trong thế giới thuộc linh. Vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần linh. Chẳng chúa. Sự ra đời về thể chất mang lại cho đứa trẻ một khởi đầu mới hoàn toàn. Đây là điều tuyệt vời nhất anh chị em. Khi đứa trẻ sinh ra, nó không có quá khứ, mà nó chỉ có tương lai mà thôi. Amen. Chỉ có những người tin theo Phật giáo, cái đứa này nó đầu thai. Là hồi kiếp trước nó tội lỗi lắm, cho nên bây giờ nó đầu thai. Không, tin lành của Chúa cho chúng ta biết rằng không có kiếp. Theo như đã định, loài người sống, chết rồi chịu phán xét một lần thôi. Cảm ơn Chúa. Đứa trẻ sinh ra không có quá khứ, thì chúng ta khi được tái sinh cũng không có quá khứ. Hallelujah. Ôi anh chị em, ở chỗ này đáng chúng ta phải nhảy lên, chúng ta vui mừng. Bởi vì anh chị em, nếu anh chị em tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, anh chị em không có quá khứ. Ma quỷ có thể tìm cách nhắc chúng ta về quá khứ của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể trả lời với nó một cách long trọng rằng: Satan và các quỷ, hãy nghe đi, ta không có quá khứ. Tất cả ta được rửa trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Nó nhắc chúng ta về tội lỗi chúng ta quá khứ. Tôi khuyên anh chị em nhắc nó về tương lai của nó. Thiên đàng là nhà tương lai của ta, còn ngươi đó, quả ngục mới là Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn để dành cho ngươi. Cũng đừng để cho bất cứ một con người nào lôi quá khứ chúng ta ra mà nói. Nếu chúng ta thật sự đã ăn năn, tất cả nằm ở dưới huyết của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã rửa sạch rồi, chúng ta được tha thứ hoàn toàn. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhớ cái lẽ thật này. Vì tin tôi anh chị em, bất cứ lúc nào chúng ta đứng lên trong hội thánh có sự hứa nguyện lại Chúa, con sẽ mạnh mẽ hầu việc Ngài. Con sẽ đứng lên, con sẽ vùng dậy. Ma quỷ nó sẽ đến, nó nói: còn chuyện đó làm sao? Đa số chúng ta không biết mình đã được tha thứ, được rửa sạch trong Chúa, chứ mình xếp xuống. Nói thì kiểu như có một người nói rằng mình xếp càng tôm này kia, mình xếp xuống, đem về nhà bỏ vô trong tủ mình cất. Tại vì không nghĩ rằng mình mang càng tôm ra mình làm việc. Anh chị em, không, không, không. Chúng ta được tha thứ và chúng ta không còn có quá khứ nữa. Và Chúa còn làm hơn cả tuyệt vời nữa. Chúa nói dù tội của chúng ta có đỏ như hồng điều thì cũng được. Cảm ơn Chúa. Trong tiếng Anh thì dùng hình ảnh là whiter than snow. Tuyết nó đã trắng rồi mà việc Chúa làm cho chúng ta đó còn trắng hơn tuyết nữa. Ngợi khen Chúa. Không phải của chúng ta, nhưng mà việc Chúa làm cho chúng ta. Rồi Chúa Giêsu Ngài đi thêm để giúp đỡ cho Nicodem cũng như chúng ta, sự so sánh với một làn gió. Theo như câu số 8, Chúa Giêsu nói với Nicodem: gió chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó. Chúng ta có thể đo lường được gió, có thể thấy được tác động của nó, nhưng chúng ta không biết gió từ đâu đến và đi đâu.
thì sự tái sanh của chúng ta cũng giống như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không có thể đem lên cân để chúng ta cân đo được, nhưng mà chúng ta thấy cái kết quả. Amen anh chị em. Khi chúng ta thấy một người say rượu bỏ lại chai rượu của mình, chúng ta biết rằng Chúa đã hành động trên cuộc đời đó. Chúng ta nghe tiếng trong sạch phát rồi từ cái miệng vốn như là một cái ống cống, chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm việc trên cuộc đời đó. Tôi có những lúc đi ra bên ngoài, khi nghe nói đến có những anh chị em đó bây giờ là tín hữu trong màu xanh, thì người ta báo cho tôi biết, ông sẽ có biết cái người đó hồi đó là nói chuyện mở miệng ra là chữ thề không? Tôi cảm ơn Chúa. Nói, ông cảm ơn Chúa vì tôi không còn nghe nữa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta thấy một người rất là dễ mất bình tĩnh và có thể nổi nóng bất cứ lúc nào, bây giờ không còn nóng giận một cách vô cớ hay là một cách bất chợt như vậy nữa, chúng ta biết Đức Thánh Linh đã tái sanh. Amen. Chúng ta thấy một người phụ nữ thấp hèn trở thành một người phụ nữ trong sạch, chúng ta biết rằng Chúa đã đi qua cuộc đời đó. Khi chúng ta thấy một người xấu xa đáng ghét biến thành một thánh nhân, có những lời nói ngọt ngào tràn đầy tình yêu thương và làm những công việc tốt lành cho những người lân cận, chúng ta biết Đức Thánh Linh đã đi qua cuộc đời đó. Cảm ơn Chúa. Thế nhưng ta thấy một người mà thấy có vẻ hiền lành quá, nhưng nó không hiểu. Nếu chúng ta biết quá khứ của người đó, chắc là chúng ta sẽ nói rằng cảm ơn Chúa. Một người mà tánh nóng đến độ, nếu có ai làm cái gì xúc phạm mà mình không làm được, đứng đó chảy máu cam, đứng đó máu nó cứ chảy ra lỗ mũi. Những người mà khi thấy những việc mình không đồng ý đó, thì có thể đập phá những gì xung quanh mình. Anh xem ơi, ai mà giữ gì mùa xưa? Quỳnh Quốc Khánh. Tôi đã từng kể với anh chị em nghe cái điều đó. Một hôm nhà tôi làm một cái việc tôi không đồng ý. Một cái bàn là tại phòng khách, mà trước đó tôi đã dành gần 2 ngày trọn để sơn nó lại, để cho nó có một cái bộ mặt mới. Trong lúc tức giận đó, lấy tay của mình chặt một cái, nguyên cái bàn nó vỡ tung ra. Nhà tôi và 3 cháu gái chạy tuốt vào trong phòng khóc ở trong đó. Tôi đứng đó thấy mình, tại sao mình có thể mất bình tĩnh như thế này? Nhận biết rằng mình cần phải đầu phục và để Chúa Ngài tái sanh. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời trước khi thật sự gặp Chúa, mặc dù đã là mục sư rồi đó anh chị em, cho đến khi để Chúa Ngài làm việc một cách trọn vẹn, khác hẳn. Ôi Chúa Khánh hiền quá. Cảm ơn Chúa. Tự nó không hiền đâu anh chị em, nhưng mà trái của Đức Thánh Linh thể hiện khi chúng ta đầu phục Ngài. Mà chính cái điều đó mới có thể nói cho mọi người biết quyền năng biến đổi của Chúa là lớn lao và lạ lùng vô cùng. Anh chị em ơi, nếu gió Đức Thánh Linh thổi trong tâm hồn của chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta không thể nào như cũ được. Cho nên tôi có vấn đề với những người, tôi nóng tánh lắm nha, cho nên quý vị có chừng. Who are you? Người được tái sanh hay là người của nhà thờ chưa được tái sanh? Và nhiều người họ dùng cái đó để dọa nạt mọi người. Nhớ nha, ở cách xa tôi một chút là tôi tánh tôi nóng lắm á. Nếu điều đó BC, before Christ, trước khi gặp Chúa, thì có thể chấp nhận được. Tại vì tội nhân công việc của nó là tội. Mà đã là tin Chúa,
đã là người hầu về Chúa mà mình vẫn hãnh diện tôi là người nóng thánh lắm. Có vấn đề. Mình là người của nhà thờ, mình đã đi nhóm, mình là người thờ phượng Chúa mà mình vẫn nói tánh tôi như vậy đó. Tôi rất là một cái người thánh sao nói vậy. Tôi cực tính lắm. Ở đâu là lời của anh em phải nêm thêm muối? Ở đâu là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ? Nếu có, hãy như Nicodem đến với Chúa. Nhưng Chúa đã xác nhận với Nicodem một người đạo đức, một người thành công, một người có địa vị ở trong xã hội, ngươi phải được tái sanh. Điều cuối cùng anh chị em là phương tiện của sự tái sanh từ câu 9 cho đến câu số 15. Vai trò của đấng cứu rỗi câu 13 đến 14. Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng phần của đấng cứu rỗi trong sự sanh ra, Ngài đến để cứu nhân loại. Và tại đây Đức Chúa Giêsu đi xa, thật xa về sách Dân Số Ký chương 21. Chúng ta nhớ câu chuyện đó. Bao nhiêu năm Đức Chúa Trời gìn giữ bảo vệ họ, nhưng một ngày kia họ đã phạm tội nghịch với Chúa. Họ nói với Đức Chúa Trời: chúng tôi chán cái thứ thức ăn đạm bạc này. Họ nói đến mana mà Chúa ngày mưa từ trời xuống cho họ 6 ngày ở trong tuần. Đến ngày thứ 6 họ được thu gấp đôi, để trong ngày sa bát họ cần không cần phải đi ra lượm mà không bị hư, những ngày khác bị hư. Rồi chúng tôi chán cái thức ăn đạm bạc này, linh hồn chúng tôi chán cái thứ này rồi. Chúng tôi rất thích dưa hành củ kiệu của Ai Cập. Và những ghi lại chúng ta, Đức Chúa Trời rút bàn tay bảo vệ của Ngài, hàng rào bảo vệ của Ngài. Những con rắn lửa bắt đầu nó bò vào trong trại quân, cắn rất là nhiều người, họ chết. Nhưng chúng sợ quá, chạy đi kiếm ông Mô-xê. Không, Mô-xê, 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 Mô-xê cầu nguyện cho chúng tôi. Mô-xê đến với Chúa, cho nó rằng: Mô-xê, hãy làm một con rắn bằng đồng treo ở trên cây sào dựng ở giữa trại quân, người nào bị rắn lửa cắn nhìn lên sẽ không chết. Chúa Giêsu nói năm xưa Mô-xê treo con rắn lên nơi đồng vắng như thế nào thì con người cũng sẽ chịu treo lên như vậy. Theo đó con rắn bằng đồng đó nó không có một cái gọi là cái lợi ích gì có tính cách thuốc men, nhưng mà nó có hiệu quả là bởi vì đức tin và sự vâng lời. Đó là giải pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu so sánh với giải pháp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa trong cái việc họ bị rắn lửa cắn đó. Và như họ khi bị rắn lửa cắn, tôi tin rằng có những người họ nói: tưởng đó ông ra được một cái phương án gì để giúp đỡ cho chúng tôi, đằng này ông đút một con rắn rồi xong treo nó lên giữa trại để làm gì? Chuyện này nó xúc phạm đến lý trí của chúng tôi đó, ông mục sư có biết không? Là chắc chắn những con người đó chết. Chỉ có những người tin, đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa phán như vậy, bị rắn cắn, mắt ngước nhìn lên con rắn treo lên ở giữa trại quân đó mà họ không chết. Đức Chúa Giêsu nói con người, tức là chính mình Ngài cũng giống như vậy, chịu treo trên cây gỗ. Khi con rắn của tội lỗi nó cắn chúng ta mà chúng ta nhìn lên Đức Chúa Jesus Christ đấng chịu treo trên cây gỗ, và chúng ta tin rằng cảm ơn Chúa vì Ngài chịu treo trên cây gỗ vì tội của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã trải qua những điều đó để con được phục hồi. Con xin tiếp nhận giải pháp của Đức Chúa Trời cho tội lỗi của con. Chúa Jesus ơi, xin cứu con. Thì lập tức ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Thì đó nhắc đến chúng ta cái điều kiện để một người được tái sanh, đó là chúng ta tiếp nhận. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa bảo chúng ta để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chương 3 câu số 15 và chương 3 câu số 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai? Người tin. Ai? Người chịu tiếp nhận. Ai? Những người đón nhận giải pháp của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Không nói đến chúng ta phải về,
phải lội qua sông, leo bao nhiêu ngọn núi, xây cất bao nhiêu cái cầu, đắp bao nhiêu con đường. Nhưng mà hãy ai nhận Ngài vì tất cả những gì cần thiết Chúa làm cho chúng ta, tất cả những tiêu chuẩn đòi hỏi cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ, chúng ta được cứu khi chúng ta tiếp nhận. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là niềm hy vọng. Những người tìm kiếm đến với Chúa hết lòng ăn năn tội lỗi của mình sẽ kinh nghiệm được. Trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi mời anh chị em mở ra phía trước ở trong Giăng chương 2 câu 24 đến 25 để giúp cho chúng ta thấy lẽ thật tuyệt vời này. Một lần nữa, cái chỗ này mà tôi yêu Chúa. Thì chúng ta xem luôn câu 23 để chúng ta thấy trọn ý. Đang lúc Đức Chúa Giêsu tại thành Jerusalem trong dịp lễ vượt qua, nhiều người thấy dấu lạ của Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không phó thác mình cho họ vì Ngài biết rõ mọi người. Câu 25, Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả vì chính Ngài biết rõ mọi điều ở trong lòng người. Trước khi Nicodem đến ngồi trước mặt Chúa, Chúa biết Nicodem. Chúa biết những gì đang ở trong tấm lòng của ông, cái thắc mắc có trong đời sống của ông. Ông ngồi xuống, ông hỏi những câu chuyện liên quan đến tôn giáo. Chúa Giêsu đi thẳng vào vấn đề, ngươi phải được tái sanh. Không phải chuyện bên ngoài ngươi làm, nhưng mà một sự biến đổi mà ngươi cần ở trong lòng của mình. Cảm ơn Chúa. Điều này nhắc cho chúng ta một cái lẽ thật khác nữa mà chúng ta cần nhớ. Anh chị em ơi, chúng ta đùa giỡn với ai? Chúng ta có thể qua mắt chồng, vợ, những người trong hội thánh, ông mục sư, các anh chị em tín hữu, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng, Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng biết hết tất cả về chúng ta. Lòng của chúng ta như thế nào Chúa biết hết. Cho nên chúng ta dù có che cái chiếc áo của đạo đức, chúng ta có thể làm điều này điều kia, chúng ta mặc cho môi miệng của chúng ta, lời nói chúng ta, những lời văn hoa của ngữ vựng của tinh lành, những đặc ngữ của tinh lành. Ôi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ôi Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi. Không phải những kẻ gọi ta là Chúa, là Chúa là hưởng sự sống đời đời. Ôi Chúa là Thầy của tôi. Không phải Thầy, không phải Chúa bằng môi miệng của chúng ta, nhưng mà phải là một tấm lòng chân thật. Vì Chúa biết tấm lòng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa biết chúng ta rõ đến như vậy, nhưng mà Ngài chọn yêu chúng ta. Chúng ta nhiều lúc chúng ta nói rằng tôi không thể tha thứ được chính mình, làm sao Chúa có thể tha thứ cho tôi? Chúa có thể tha thứ cho chúng ta dù chúng ta cảm thấy mình không thể tha thứ cho chính mình được. Chúa biết, Chúa biết tất cả những công việc chúng ta làm. Chúng ta có thể giấu vợ, giấu chồng của mình, nhưng làm sao giấu được Chúa? Chúng ta có thể qua mặt một số người hay là nhiều người, nhưng làm sao chúng ta qua mặt được Chúa? Cảm ơn Chúa. Ngài biết rất là rõ về chúng ta. Cho tôi nói danh từ bình dân, Chúa biết những cái tào lao của chúng ta. Ngài vẫn chọn yêu chúng ta. Không phải bởi công đức của chúng ta anh chị em, nhưng mà bởi lòng nhân từ của Ngài. Những người chung quanh của chúng ta, họ được dạy bởi các tôn giáo khác, cố gắng ráng tu ráng sửa, nếu kiếp này không đủ đầu thai kiếp khác. Chúng ta cần báo cho họ tin vui. Không phải nỗ lực của bạn, nhưng mà những gì bạn nhận được từ nơi lòng nhân từ của Chúa. Nếu bạn hết lòng tìm kiếm Ngài, bạn sẽ gặp được. Đó là điều Chúa Ngài hứa. Có dấu hiệu gì cho chúng ta thấy Nicodem là người được cứu không? Chắc chắn. Chắc chắn ông đã được cứu. Làm sao chúng ta biết? Có hai lần sau đó Nicodem được Kinh Thánh nhắc đến. Cũng sách Tin Lành Răng này, trong chương 7 câu 45 đến 53, chúng ta còn nhớ câu chuyện
Nicodem đứng lên và rửa tội công luận. Ông bình vực Chúa Giêsu. Cái này là có thể mất mạng, có thể mất ghế, là giáo sư của Israel, là thành viên của tòa công luận. Ông đã bày tỏ đức tin. Lần cuối cùng, khi Nicodem đến với Joseph và Arimathê, hai người cùng nhau đến để xin Phi-lát xác của Đức Chúa Giêsu sau khi Chúa ngài chịu đóng đinh và chết trên thập tự giá. Kinh Thánh ghi lại chúng ta, họ đến xin xác Chúa đem xuống, họ tắm rửa sạch sẽ, họ trông cất. Đây là việc rất là táo bạo, nguy hiểm đến tánh mạng. Cái giây phút đó là giây phút mà người ta vừa mới giết Đức Chúa Giêsu, đóng đinh ngài, mà Nicodem dám trường mặt ra trong lúc đó. Tại sao? Vì ông là người đã được cứu và đã có sự thay đổi. Bông trái của niềm tin của ông đã được bày tỏ ra khi ông đứng trước mặt tòa công luận và ông binh vực Đức Chúa Giêsu, khi ông đứng trước mặt mọi người và ông lên tiếng một cách rất lớn bằng hành động của ông. Ông là người của Đức Chúa Giêsu. Các môn đồ có thể bỏ chạy, nhưng mà Nicodem và Joseph và Arimathê đến gặp Phi-lát, xin xác của Chúa về và trông xác của Chúa. Chỉ có người thật sự được biến đổi mới làm công việc này. Amen không chứ? Để kết luận, tất cả mọi người, trong đó có hết thảy quý vị và tôi, chúng ta cần được tái sanh. Ai được tái sanh rồi, xin Chúa cho để sứ điệp này khiến cho lòng của chúng ta trân quý càng hơn về cuộc sống mới mà Chúa ngài ban cho. Mỗi ngày hãy cảm ơn Chúa vì con có quá khứ. Nhiều khi con cũng muốn lôi quá khứ của con ra và muốn ăn năn tiếp, nhưng mà Chúa nói rằng một lần đủ rồi con. Tôi có những lúc cái tính là hay nhớ chuyện xưa, rồi tôi đã đem những cái chuyện mà đã nằm ở dưới quý của Đức Giêsu ra tính ăn năn nữa. Một trong những cái biến cố trong cuộc đời của tôi mà nó làm rúng động và thay đổi cái nhìn của tôi. Tôi nhớ một lần kia đem dao nước đá, chiếc xe gắn máy chở cái thùng phía sau chở 10 cây nước đá, nó nặng vô cùng. Và trong lúc tôi chạy như vậy thì có một chiếc xe mà quê của tôi gọi là xe kéo đó, một người chạy và chở những người khách ở trên đó. Khi anh đi qua một chiếc xe đậu bên lề đường, anh vượt qua bên lề của chúng tôi, qua làng của chúng tôi. Biết là anh đã phạm luật, tôi có cái quyền để có thể thắng được. Và nhớ lúc đó tôi cứ tông ga tôi chạy. Mà bây giờ nhìn lại vẫn còn nhớ đến mà thấy mình có thể cướp đi mạng sống của nhiều người, cũng có thể làm cho cục tay cục chân của những người ngồi ở trên cái chiếc xe lôi xe kéo đó. Vì cái quyết định của mình bồng bột, mình nói rằng tôi được cái quyền, cái luật là tôi đủ tiêu chuẩn để tôi có thể vượt qua như thế này. Tôi nhớ xe chạm vào nhau một cái, những người trên xe đó lăn cù xuống. Tôi đậu xe, trả lời xin lỗi và hỏi quý vị có sao hay không. Cảm ơn Chúa không ai có sao hết. Tôi ăn năn về cái lỗi đó, nhưng mà nhiều khi nó nằm ở trong tâm khảm của mình, ma quỷ nó cũng xúi, nó còn nhớ cái chuyện đó không. Tôi cũng muốn đem ra lại Chúa ơi, xin tha thứ cho con, nhưng mà tôi nghe tiếng Chúa nói xong rồi con, xong rồi, xong rồi. Còn những chuyện khác nữa trong đời sống mà nhiều khi ma quỷ nó cũng đòi, nó nhắc xin chúng ta đừng dại dột trở lại với tội lỗi của quá khứ. Nếu chúng ta một lòng thật sự ăn năn, sống với sự tha thứ của Chúa và tấn tới trong cuộc đời của mình. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời của chúng ta mỗi ngày phải là một bài hát, một lời làm chứng về kinh nghiệm được tái sanh, được sanh lại. Amen Chúa. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình để kinh nghiệm sự sanh lại từ nơi Đức Chúa Trời, hãy làm công việc đó ngày hôm nay. Những người theo dõi và cùng nghe bài giảng này với chúng tôi trong những giờ sắp đến, hay là một thời gian sau bạn thấy được đoạn video, đoạn YouTube này, xin hãy thành tâm đến với Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ hướng dẫn lời cầu nguyện để quý vị và các bạn thực hiện. Các con cái Chúa trong hội thánh,
nhớ đừng để sự bất công tiếp tục diễn ra. Hãy hỏi Chúa Thánh Linh là Chúa, ai là người mà Chúa muốn con trong tuần này nói cho họ biết lẽ thật này. Đáp ứng lại, thưa Chúa, con thấy rồi, con thấy cái gương mặt của người đó, con thấy, con nghe tên của người đó được nhắc ở trong tâm trí của con. Xin thêm ơn, thêm sức cho con có sự giản dị, con sẽ nói cho họ. Và thực hiện anh chị em. Vì rất là nhiều người cần nghe lẽ thật này để họ được giải thoát, họ được giải cứu, họ được đổi mới ở trong ơn của Chúa. Những ai muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống và kinh nghiệm được tái sanh, hãy lặp lại lời cầu nguyện mà tôi hướng dẫn tại đây. Lạy Chúa, con là một tội nhân đã phạm nhiều điều trong đời sống này. Nay có ăn năn quay về, xin Chúa tha thứ. Xin huyết Chúa đã đổ tại thập tự giá rửa sạch tội lỗi con. Kể từ giờ phút này con bỏ tất cả các thần khác. Con đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và công bố rằng Ngài là cứu Chúa của con và Ngài là chủ của đời sống của con. Xin Chúa Thánh Linh bước vào cuộc đời của con, tái sanh biến đổi để con được sanh lại ở trong Ngài. Con ngợi khen Chúa. Xin ghi tên con trong sách sự sống của Chúa để thiên đàng là nhà tương lai của con, Đức Chúa Trời là cha của con và Hội Thánh là anh chị em của con. Con cảm ơn Chúa. Con hết lòng đặt lòng tin nơi Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa sống của con. Và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, bạn được tha thứ, bạn được tiếp nhận, bạn được tái sanh ở trong Chúa, chúng tôi chúc mừng bạn. Hậu Thánh, hãy vâng theo tiếng phán của Chúa. Chúa chỉ cho chúng ta ai là người cần nghe. Hãy lấy đức tin và thực hiện. Nhưng một sư hồi trước tôi nói họ đuổi thôi, họ không tiếp nhận. Cứ thử. Vì trong những ngày qua Chúa, Ngài có thể đã làm một điều gì đó trong đời sống của họ. Vì Chúa Giêsu biết hết tất cả tâm lòng của con người. Ngài biết hết thảy những gì trong lòng của người ta. Ngài biết. Mà Ngài hướng dẫn, Ngài nhắc nhở chúng ta hãy nói cho người đó đó. Bởi vì có thể Chúa Ngài đã làm việc trong tâm lòng của họ. Họ sẵn sàng nghe rồi đó. Mình xin Chúa ban phước trên anh chị em. Kết quả trong ơn của Chúa. Chúng tôi yêu mến anh chị em. Và chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em hãy trở nên những người vĩ đại cho Chúa trong ơn của Ngài. Xin gặp lại anh chị em trong các sinh hoạt kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Shalom. Hãy ra về trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.